Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng gạo hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Giang và về dự sinh hoạt chi bộ thôn Tầm Tăng, xã Thắng Lợi. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thắng Lợi, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trao 21,8 tấn gạo cho người nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Văn Giang. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện Văn Giang và xã Thắng Lợi tiếp tục rà soát các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chăm lo tốt cho đời sống của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Tầm Tăng, xã Thắng Lợi. Sau khi nghe chi bộ báo cáo kết quả công tác trong tháng 8, triển khai nhiệm vụ của chi bộ tháng 9 và thảo luận đóng góp ý kiến về các vấn đề bảo vệ môi trường, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng phát biểu bày tỏ sự vui mừng khi được về sinh hoạt tại chi bộ, đánh giá cao sự lãnh đạo đóng góp của chi bộ trong việc phát triển kinh tế và đời sống văn hóa trên địa bàn. Các đảng viên trong chi bộ thôn Tầm Tăng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia với lãnh đạo địa phương cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.